Quá kích buồng trứng là biến chứng có thể xảy ra ở những bệnh nhân có sử dụng thuốc kích thích buồng trứng trong quá trình điều trị vô sinh, đặc trưng bởi hiện tượng gia tăng kích thước buồng trứng. Ở người bình thường, mỗi chu kỳ sẽ có một năng trứng phát triển và năng trứng này sẽ dụng khi đạt được kích thước từ 20mm đến nhỏ hơn 30mm. Tuy nhiên, ở một số người sử dụng thuốc kích thích buồng trứng sẽ có hiện tượng nhiều năng trứng phát triển cùng một lúc và tất cả đều có kích thước nhỏ hơn 20mm. Lúc đó, hiện tượng quá kích buồng trứng sẽ xảy ra. Rất nhiều người thắc mắc, vậy hội chứng quá kích buồng trứng có thực sự nguy hiểm? Sau đây hãy cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ từ chuyên gia. Quá kích buồng trứng là một trong những biến chứng của quá trình kích thích buồng trứng trong hỗ trợ sinh sản. Quá kích buồng trứng thì nó là một cái hội chứng bao gồm nhiều biểu hiện do cái sự tăng sinh những cái chất mà gây ra giãn mạch ở buồng trứng, gây ra cái tình trạng thoát dịch từ trong lòng mạch vào trong những cái khoang của cơ thể và gây nên cái tình trạng là mất cân bằng điện giải, rồi có thể gây ra những cái biểu hiện là tràn dịch ở các khoang mạch, rồi mất albumin ở trong lòng mạch. Thì quá kích buồng trứng thì có nhiều mức độ, có thể là mức độ từ nhẹ này, mức độ vừa, mức độ nặng và mức độ rất nặng. Ở một số những cái tình trạng mà mức độ rất nặng đấy thì có thể là dẫn đến tình trạng là bệnh nhân có thể là tử vong. Tuy nhiên ấy, hiện tại này thì thụ tinh trong ống nghiệm thì khá là an toàn, bởi vì chúng tôi có những cái phác đồ kích thích buồng trứng, mới đấy, với những cái thuốc mới, với những cái thuốc mà gây trưởng thành loãng mới đấy, thì chúng ta có thể hạn chế tối đa cái quá kích buồng trứng. Và thậm chí là bây giờ cái xu hướng của những cái trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm đó là những chu kỳ kích thích buồng trứng mà không có quá kích buồng trứng, cho nên là khi mà bạn đã phải làm thụ tinh trong ống nghiệm vào thời điểm hiện tại thì bạn có thể an toàn rằng là cái nguy cơ mà gặp cái quá kích buồng trứng nặng ấy nó rất là thấp thôi, và chúng ta đang kiểm soát rất là tốt. Quá kích buồng trứng ấy ở một số trường hợp ấy là gặp ngay cả trong những cái trong tự nhiên, đó là ở nhóm phụ nữ mà hoàn toàn không sử dụng thuốc kích thích buồng trứng, hoàn toàn không sử dụng thuốc rụng trứng mà cũng gặp mà cái quá kích buồng trứng. Nhưng mà những cái trường hợp đấy thì thực ra là nó rất hiếm, mà chỉ ghi lại ở một số ít ở trong y văn thôi. Thế còn cái nguyên nhân chính của quá kích buồng trứng là gì? Đó là ở nhóm phụ nữ được sử dụng những cái thuốc mà kích thích năng trứng phát triển, và sau đấy thì được sử dụng thuốc kích thích rụng trứng bằng HCG thì gây nên cái tình trạng quá kích buồng trứng. Biểu hiện của quá kích buồng trứng là gì? Biểu hiện của quá kích buồng trứng thì sẽ được thể hiện là sự cảm nhận của bạn, cũng như là qua khám xét của bác sĩ, cũng như những sự thay đổi về xét nghiệm máu. Thế thì bạn sẽ thấy như thế nào? Đó là sau khi mà được tiêm rụng trứng hoặc là sau khi chọc hút trứng thì bạn sẽ thấy là bụng thì trứng căng lên này, rồi là vòng bụng to lên này. Bạn có thể là thấy mình đi tiểu ít hơn, tăng cân nhanh hơn, rồi một số trường hợp thì mình có thể là mình cảm thấy là khó thở hơn, đầy bụng hơn rất là nhiều. Thế còn khi mà bác sĩ thăm khám cho bạn thì bác sĩ sẽ thấy rằng là thứ nhất là cái kích cỡ của buồng trứng thì nó sẽ to hơn rất nhiều này. Bác sĩ siêu âm thì có thể thấy là trong ổ bụng của bạn này có khá là nhiều dịch tự do, một số trường hợp thì có thể có tràn dịch ở cả màng phổi nữa. Trên những cái xét nghiệm sinh hóa của bạn thì có thể có những cái sự thay đổi, có những cái biểu hiện về cô đặc máu này, giảm cái lượng albumin máu này, rồi là rối loạn điện giải này. Thì đấy là những cái biểu hiện của quá kích buồng trứng. Thông thường thì những cái mức độ quá kích nhẹ thì chủ yếu là mình sẽ cảm giác là bụng trướng căng và có một chút dịch ở bụng thôi. Nhưng mà với những cái trường hợp mà quá kích nặng thì mình có thể xuất hiện cả tràn dịch ở màng phổi này, cả tràn dịch màng tim này, và những cái rối loạn điện giải. Và với những cái trường hợp quá kích nặng đấy thì bạn bắt buộc bạn phải nhập viện điều trị, và để có cái sự kiểm soát tốt cho tình trạng của bạn.